Hello, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em Lý chia sẻ cho các anh chị hai cái sản phẩm mà em Lý đang sử dụng sau khi mà mình thái độc cà phê xong ha. Rất là nhiều anh chị, đặc biệt là các chị có nhắn tin hỏi cho em Lý là tại sao em Lý lại uống như vậy mà không phải là uống vitamin E, không phải là uống vitamin C hay là một cái vitamin gì đó đúng không? Cái viên mà em Lý lựa chọn á, đây anh chị, em Lý cho anh chị coi nhé. Đây là cái viên thải độc tế bào kết hợp với vitamin tổng hợp luôn. Viên thứ hai đó là viên omega, em Lý sẽ nói về cái viên này trước nha. Tại sao không phải là vitamin C, vitamin D hay là vitamin E gì đó? Bởi vì các anh chị phải hiểu đó là một ngày cơ thể của mình, khoa học đã chứng minh là nó cần đâu đó khoảng 90 chất chống chất vitamin này, khoáng chất và chất chống oxy hóa khác nhau. Nghĩa là nó cần đến 90 chất luôn. Ví dụ như bây giờ em Lý uống vitamin C đúng không? Vậy thì nó mới chỉ là một mình vitamin C thôi. Vậy còn những chất khác thì sao? Vitamin E tương tự như vậy, và những cái viên vitamin mà nó lẻ lẻ ra như vậy các anh chị ha. Trừ trong trường hợp mà cơ thể của các anh chị mình đi khám và người ta nói rằng là mình đang thiếu cái chất đó thì mình sẽ bổ sung nó trong khoảng là một cái thời gian bao lâu đó, ví dụ 1 tháng hoặc là 3 tháng, và sau đó là mình sẽ chuyển qua mình sử dụng cái viên tổng hợp. Còn như đối với em Lý là một người đang khỏe mạnh thì em Lý sẽ lựa chọn đó là cái viên vitamin này. Bởi vì trong cái viên này á các chị, nó là gần như nó là tất cả những cái loại vitamin mà cần thiết cho cơ thể của mình anh chị ha. Cái vitamin cần thiết cho cơ thể của mình. Và cái đầu tiên mà cái viên này nó sẽ làm trước đó là nó sẽ giúp cho mình thải độc ở cấp độ tế bào. Mặc dù là em Lý đã thải độc cà phê rồi, nhưng thải độc cà phê thì nó lấy đi được khoảng 80% cái chất độc tố ở dưới đại tràng và ở hỗ trợ cho gan thải độc. Nhưng còn ở trong cái cấp độ tế bào và cái chất cái mà gọi là ở cái cấp độ tế bào thì nó vẫn sẽ còn, thì cái viên này nó sẽ làm cái nhiệm vụ thải độc trước các anh chị ha. Anh chị nào mà đã bây giờ biết đến thải độc cà phê rồi mới biết đến cái viên này thì thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì viên này em Lý dùng cách đây khoảng là gần hai năm rồi, hơn một năm. Và ngày xưa đấy các anh chị, khi mà mình dùng á thì em Lý chưa có thải độc cà phê, các anh chị phải biết là uống cái viên này vào trời ơi mặt nổi tè le mụn luôn, và đi vệ nghĩa là mình đi tiểu các anh chị, cái nước tiểu nó rất là khai, lưỡi mình nó bợt bợt trắng á, là miệng mình rất là hôi, bởi vì cơ thể mình nhiều độc tố quá, và khi mình uống vào để mà nó đưa cái vitamin vào trước thì nó cần phải dọn dẹp đường các anh chị, nó cần phải thải độc tố ra thì nó mới có cái đường cho cái vitamin vào. Nên là cái viên này rất là tuyệt vời. Sau khi thải độc cà phê xong các anh chị uống cái viên này cho em Lý nha. Một ngày mình sẽ uống 2 viên theo đúng cái liều lượng của nó. Đây nó người ta chia sẵn ra là một sáng 3 viên và tối 3 viên. Tuy nhiên các anh chị thì nếu như mà mình có cái sự đều đặn và em Lý còn kết hợp thêm nhiều những cái sản phẩm ăn uống nữa, nên là em Lý sẽ uống 2 viên thôi, sáng 1 viên và tối 1 viên nhá. Đây là cái viên tổng hợp. Có ví dụ như mình chỉ uống một mình vitamin E hay là vitamin C thì cơ thể của mình á các anh chị, trừ khi mà các anh chị đi khám và người ta nói là mình thiếu thì mình mới bổ sung trong một thời gian ngắn. Và cái cách thông minh nhất, cách tốt nhất đó là uống những cái tổng hợp như thế này. Có ví dụ chỉ uống một cái chất đó, các anh chị cứ uống hoài, vừa thiếu những cái chất khác mà cái chất đó khi mà mình cứ uống hàng ngày như vậy thì nó sẽ trở thành thừa cái chất đó, cơ thể của mình nó cũng phải mất công nó đào thải cái đó ra, mà trong khi những cái chất khác thì nó lại chưa hề có nha. Vậy nên là các anh chị lưu ý nhé, đó là lý do vì sao mà em Lý chọn cái viên thải độc mà vitamin tổng hợp, và nó lại còn có thêm là thải độc trước nha, rất là tuyệt vời. Cái viên thứ hai các anh chị ạ, tuyệt vời lắm, trời ơi, em Lý là phụ nữ, là con gái nên là rất là thích cái viên này, là con gái mới đúng không, chưa phải là phụ nữ đó. Nên là tại vì sao, thì cái này nó có rất là nhiều tác dụng các anh chị ạ, tốt cho da, tốt cho mắt, tốt cho não, tốt cho mạch máu, tốt cho tim đúng không ạ? Đó là những cái rất là quan trọng. Tuy nhiên lý do vì sao mà em Lý lựa chọn, bởi vì là em Lý uống mục đích là những cái đó thì nghĩa là khi mà mình uống vào thì nó cũng sẽ được lợi luôn. Nhưng mà cái em Lý thích nhất đó là nó sẽ giúp cho da của mình sản sinh collagen, được chưa? Collagen là từ khóa đúng không? Nghe đến đây thì chị nào cũng biết collagen chính là từ khóa để cho phụ nữ và mình khỏe mạnh đó. Em không có uống collagen bởi vì collagen thì các chị phải hiểu là cơ thể của mình nó cũng sẽ không có hấp thu được bao nhiêu cả đó, nó là một cái lượng rất là nhỏ thôi và gần như nó không có cái hiệu quả. Nên là em sẽ uống cái viên này, nó tốt cho đủ đường hết, tốt cho mắt, tốt cho não, tốt cho tim, và bên cạnh đó thì nó sẽ cung cấp cái độ ẩm, cung cấp cái chất béo tốt cho tế bào của mình, cho làn da của mình, được chưa? Bởi vì chỉ có cái chất béo này là một cái chất duy nhất mà cơ thể của mình nó không thể nào tự
tổng hợp được. Vậy nên là mình phải lấy từ những cái con cá các anh chị ha. Còn cái này á các anh chị, nó là Marine Omega 3. Đó, nó sẽ và nó sẽ có thêm những cái gọi là bổ sung omega 3 với dầu nhuyễn thể Q. Nghĩa là cái đại khái nói về một cách khoa học là cái con Q này các anh chị, nó là từ dưới tận dưới đáy đại dương luôn, và rất là nhiều những cái chất béo tốt, rất là nhiều những cái dưỡng chất. Đó là lý do vì sao các anh chị là em Lý lựa chọn viên này ha. Em Lý không uống collagen. Và các anh chị chỉ cần là làm thải độc cà phê, ăn uống lành mạnh, uống nước tốt, và các anh chị uống cho em Lý 2 viên này thôi. Đây là 2 viên cơ bản nhất các anh chị ha. Đó, mình uống 2 viên cơ bản nhất, chắc chắn là cái sức khỏe của các anh chị sẽ tốt lên từng ngày, sức đề kháng tốt lên. Và đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ là da sẽ đẹp hồng hào, em Lý khẳng định với các chị luôn. Ok, rồi vậy thì anh chị nào, đặc biệt là các chị mà chưa có cái viên thải độc tế bào này, là những lưu ý là đặc biệt là những anh chị nào mà đã thải độc cà phê rồi ha, thì lưu tâm là bổ sung cho em. Hoặc là cái viên Omega của em Lý thì các anh chị inbox trực tiếp cho em Lý, hoặc là để lại số điện thoại ở phía bên dưới để em Lý hỗ trợ cho các anh chị nhé. Bye bye, xin chào các anh chị trong những video lần sau.